Bò lên trèo lên quán dâu ngồi gấu ơi à cây đà ngồi gấu ơi à cây đà. Xin chào anh em, xin mời anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ của tôi. Nay chúng ta sẽ tiếp tục vào vai thanh niên Vi. Ở tập trước thì Jacky, cái thanh niên to con mà đi cùng tôi ấy, đã hy sinh rồi. Sau khi mà thực hiện cái phi vụ cướp kia thì đen đuổi thế nào, chúng ta lại gặp đúng cái thằng con trai nó giết ông bố để nó xoán ngôi ấy. Thì mình đã bị rơi vào trong vòng vây của cái lực lượng bảo vệ của cái tập đoàn đấy và đã bị truy đuổi. Thì trong quá trình truy đuổi thì Jacky đã bị trúng đạn và bây giờ thì đã chết rồi. Mình đã đưa xác Jacky về với gia đình. Còn bây giờ tôi sẽ đến gặp cái thanh niên môi giới mà đã giao cái nhiệm vụ ấy cho chúng ta ấy. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ông ấy đang chờ. À, cái phòng này con quen này, giống ở trong trailer anh em ạ. Ui. Cậu đã thổi tung mọi thứ. Và Dexter đâu? Cậu ta ở ngoài xe hả? Dexter chắc là thanh niên Jacky ấy. Jacky chết rồi. Cậu ấy ở ngoài đấy và đã chết. Condolences, friend. And the relic. Còn relic đâu? Hello? No such luck. Tôi không may không lấy được nó. That's one piece of good news. Good news. Điều đó tốt đấy. Sao lại tốt? Saburo Arasaka. Saburo Arasaka chết rồi. Cậu biết cậu kéo tôi vào cái chó gì không? Cậu đã giết cậu đã giết người đứng đầu của cái. Đéo phải mình giết. Có cái tập đoàn đấy. Mr. V. Chính ông mới là người kéo chúng tôi vào cái đống hỗn độn này. Let's start with your prep work. You had no idea Saburo Arasaka could be at the hotel. Ông còn không biết là Saburo Arasaka ở cái khách sạn đấy. Tôi có quyền truy cập vào cái lịch của lão ta đâu mà tôi biết. Tell that to the soccer ninjas they send after you. Alright, settle down. Gotta be tactical about this. Rồi, hãy bình tĩnh lại đi. Chúng ta cần phải new place, new có chiến thuật. But first, nơi mới, got blood all thân phận over. Mới. Nhưng mà đầu tiên thì bathroom's there. Go get yourself cleaned up. Hãy đi tắm rửa đi. Ui. Ở trong trailer hình như là nó đấm vào kính thì phải. Nhưng mà tôi sẽ rửa cái mặt đi cho nó đẹp trai cái. Kể cả tức giận cũng phải đẹp trai. Đó. Bạn thì vừa mới chết xong, liệu có đủ bình tĩnh không? Để tôi thì nhập vai vào nhân vật lên nào. Bớt tức rồi. Gương này có vẻ đắt tiền đấy anh em ạ. Ui giời. Bịt mẹ nó chơi mình rồi. Tôi biết ngay mà. Tôi chắc chắn là nó đã cấy cái gì theo dõi mình. Game risky, V. Remember our first convo? Seems I've chosen the quiet life after all. Thằng này nó muốn diệt khẩu mình để nó không lộ ra là chính nó là người đã giao cái nhiệm vụ cho mình. Nó chắc nó sợ cái tập đoàn kia trả thù anh em ạ. Đầu tiên nó lừa mình, nó bảo là nó sẽ cho mình một cái thân phận mới, đến một cái nơi mới, nhưng mà nó bảo là bây giờ nó bảo là nó không thể nào mà mạo hiểm như thế được. Nó sợ bị tra ra ấy. Thế là nó diệt khẩu mình luôn. Bây giờ mới hết. Mẹ. Bây giờ mới hết intro anh em ạ. Chơi từ đầu đến giờ bao tiếng rồi, bây giờ mới hết intro. Bây giờ cái chữ Cyberpunk 2077 nó mới hiện lên ạ. Interlure là cái gì đây? On stay. Hey. Ừ. Chào baby. Hey. Hey baby. Right. Never been better. Never been better. Sao vậy? Hey, tránh ra. Oh, Kenuri. Johnny xin vào hand đây này anh em ạ.
horseshoe high. Riding high, my snouts are shot. Vừa cầm súng vừa lên trên đây hát ạ. Hôm nay tôi đến đây để tạm biệt tất cả mọi người. What the hell? Money's money, can't fuck around with it. Các em đang phí phạm cuộc sống của mình ở đây đấy, cuộc đời của mình ở đây đấy. Tròn đấy. Đi thôi. Bây giờ mình lại vào vai Johnny Silverhand anh em ạ. Do tài tử diễn viên mà đã đóng ở trong ma trận. Và thằng này là thằng nào đấy? John Wick ấy. A silent treatment or what? Get over here, man. Fuck this band. Not your crowd, not your noise. Do your own thing. Hãy tự làm Bastard. Việc của mình đi. I'm gonna miss you something awful. See you in the next life. Anh đấy. Gặp lại cậu kiếp sau. Anh muộn đấy. Con gái nào nhìn mẹ cun ngầu chất lứ này. Tôi cố tình muộn đấy. Em này tên là Rose. Đeo tai nghe vào. Lên trực thăng nó rất là ồn nên là không thể nói chuyện với nhau như kiểu bình thường mà phải đeo tai nghe anh ạ. Cái gì đây? Sao mắt nhìn vào đâu đây? Để tôi cố gắng ngửa mặt lên trời. Giết thuốc phát. Ôi nhờ. Ô, thằng kia chết rồi. Chắc là bây giờ đến tôi. Vô văn dụng. Ơ kìa, bắn đi. Đấy, phải bắn phải như này chứ. Vô dụng vãi trưởng. Johnny Silverhand bố đời vậy. Nhìn cái gì, ngắm cái gì, trốn cái gì, nấp làm gì. Súng này nó tỉa cho thì. Mà bọn kia bắn kiểu đó gì. Bao nhiêu người mà bắn có cái trực thăng mà bắn mãi không xong. Vô dụng như thế thì phải trả giá thôi chứ còn sao nữa. Một chân tay nó bay tứ tung kìa. Còn thằng nào sống không? Còn cái turret này. Clear. Lấy túi. Đây là cái gì đấy, có hình hạt nhân anh em ạ. Định cài bom tòa nhà này à? Rồi, lại đến đoạn phải bắn súng rồi. Tôi bắn súng kém lắm. Mở cửa đi em. Thằng Johnny này không có tính năng ấn tab để hack. Ui mẹ súng bố đời vậy, bắn một phát 2000 máu ạ. Ui. Cái này thì đúng là Johnny Silverhand có khác. John Wick đây. Đầu hàng ngay. Bọn khốn. Bố đời quá. Bọn này là tập đoàn nào nhỉ? Sao em? Em không đi cùng với anh à? Ôi em này người thành máy hết rồi. Này thì không phê. Bushido 2, bomb's name was what? Tôi phải đặt bom ở đây. The Demolitron. Keanu Reeves này là diễn viên rất được yêu thích anh em ạ. Draw weapon. Rút súng cũng cun ngầu. Cái trò này thử không ngắm xem là bắn mấy có mấy khẩu súng này kiểu bắn cáp. Get the rotor spinning. We're on our way.
Not done yet. Still need to feed this to their subnet. Giờ tôi phải làm sao? Giờ tôi phải làm sao chuyện đấy khi tim khắc cả hai hình dung? Em ơi, anh làm phải làm gì em ơi? Cho mình 4 phút. Sao đây? Mẹ chết rồi. Tôi tưởng Johnny Silverhand là bá đạo trên từng hạt gạo, không thể chết được. Hóa ra là cũng vẫn chết anh em ạ. Lần này tôi sẽ cẩn thận anh em ạ. Mẹ nó thỏ đầu ra như thế rồi mà bắn còn trượt ạ. Thỏ đầu. Thỏ đầu, ơ kìa. Bắn thế mà trượt à. Quá nghệ quá. Đây là mày cậy có súng bắn xuyên thưởng với tao á. Rồi tôi phải hack vào đây thì phải. Mình đang tải virus vào trong hệ thống của chúng nó. Mẹ cái thời đại này rồi mà tải con virus này không biết là mấy trăm gb đây. Cái tốc độ đường truyền của cái thời này mà lại còn cắm cáp trực tiếp mà truyền có con virus vào thôi mà lâu vậy. Chết rồi. NCPD nó đến rồi, bọn cảnh đến rồi. Thật ra là có quick save ấy nhưng mà thôi tôi cứ save vào file gốc phát. Ôi. Chết rồi. Ôi đi. Cái thằng này mà sau nó thành người máy này anh em này. Ồ, thế là đây là ở trong quá khứ anh em ạ. À đâu, đây là vẫn là Johnny ấy chứ. Máy bay bị nó bắn trúng rồi. Đây vẫn là Johnny Silverhand này. Smasher. Told you, Johnny boy. Tao nói với mày rồi, Johnny boy. Tao sẽ kết thúc mày một ngày nào đấy. Xong. Nó kéo mình đi đâu đây? Ồ, hắn ta vẫn còn sống. Ơ, bây giờ là mình vẫn còn sống và bị bọn này đưa đi đâu rồi? Mang tra tấn mình. Bọn này nó coi mình là khủng bố và nó đang điều tra xem là cái tổ chức khủng bố của mình tham gia là tổ chức nào. Có vẻ như là ông trùm của chúng mày không thấy thỏa mãn với lại cái việc chúng mày đang làm. Đấy, cái lão mà bị thằng con nó giết đây nha. Đây là có lẽ là khá lâu trước đây trong quá khứ rồi. My husband died in that tower. Cái gì vậy? Chồng của ta đã chết ở trong cái tòa tháp đấy, đéo hiểu. À đây. Taki. Tôi tưởng lão này nói đang mẹ sợ hết cả vãi cả đái ra một lão già ông nói cái giọng một em gái trẻ. Soul Killer. Commit Chapter Engram. Đéo hiểu nó lấy nó lúc này là thằng Johnny vẫn còn sống xong rồi bị nó giết, nó truyền dữ liệu vào trong hệ thống máy móc gì đấy anh em ạ. Mẹ cái thời đại này nó truyền cả não của người vào trong máy ấy, anh em ạ. And you. Who are you? Cậu là ai? Tôi đây là mình quay trở lại thằng Vi rồi à? Mình đang đi theo Johnny này. Cái đoạn vừa rồi là mình thấy Johnny bị lão ấy giết thì sao ấy, truyền dữ liệu vào trong máy. Đây là đang reboot khởi động lại này. Đây là kiểu là đang ở cái BIOS đấy. Mình đang bị một đống rác đè lên.
cái đoạn này ở trong trailer là Wake Up Samurai ấy, We Got City to Burn ấy. Johnny kéo mình dậy. Đây vẫn còn đang mặc vest đây. Trời mãi mới hết được cái ôi gì vậy? Bò lên. Bò lên. Trèo lên quán dốc, ngồi gấu ơi ở cây đa, ngồi gấu ơi ở cây đa. Rồi, sao không thấy Johnny nhỉ? Thế là khác ở trong trailer à? Cố lên, đây rồi. Vãi cứt ạ. Lại là thằng béo ạ, thằng Dex, thằng Dexter. Nên đoạn này là khác ở trong trailer rồi anh em ạ. Heavier than he looks. Nhìn nặng hơn là vẻ ngoài của nó. I have done exactly what you asked. Nghe đây đó, ta đã làm tất cả những gì mà mày yêu cầu. À, thằng này là thằng cận vệ của lão cái lão già ấy kìa. Chết cha mày chưa? Ngu chưa con? Arasaka-sama cái đéo gì ấy? Là cậu ta, tôi không nghi ngờ gì cả. Vâng. Fuck, mày đã giết bạn tao. Im. Mày ngửi mùi mày như cứt ấy. What? What the fuck? Mày thử nằm trong đống rác xem mày có như cứt không? Tổ sư mày. You hear me? Mày nghe tao không? Tao cần giúp. À, Johnny nói chuyện mình. Nó đưa cho mình cái đéo dùng đây. Hay, anh nào đây? Ui. Sao mẹ cái game này dã man con ngan vậy? Tôi chết rồi kìa. Tôi tưởng nó giúp mình, hóa ra là mình chết ạ. Thế bắt buộc phải dùng cái đấy rồi. Nó đang cần mình giúp, nếu mình không giúp nó là cả hai cùng chết. Rồi, anh đã khỏe. Giờ chú cần giúp gì, đưa súng đây cho anh. Đưa súng đây. Mày là thằng nào? Thằng này mắt đỏ au ạ. Săn được đứa bích. Đồ con của biển. Chết cha mày chưa, con của biển. Đưa súng đây, đúng rồi. Hãy xem đây, tài thiện xạ của anh. Không phải là nói đùa đâu. Đi đi mẹ bắn vào. Ơ kìa, sao không thấy bắn vào xe nó không nổ đây. Chắc phải bắn thằng này. Thằng này mới là thằng cần phải chính phải giết này. Mẹ, xe máy nó húc với lại xe ô tô luôn cơ mà. Bố đời vậy. Nào, súng đâu, rút ra. Mày vừa hack tao phải không con chó? Sao tôi bắn nó không thấy máu bay lên nữa? Hình như tôi bị hỏng máy rồi, hỏng thiết bị rồi. Ui dồi ôi, nó có Mantis Blade kìa. Cái gì đây? Thằng này bụt bá đạo vậy. Đâu rồi? Đây rồi. Kìa, ấy quá. Những pha hành động. Ui giời. Nó chết rồi à? Đúng không? Đâm vào giữa cái biển quảng cáo, cái trụ biển quảng cáo. Tôi nhìn thấy máu me bắn tung tóe. Thanh niên lái xe đâu à? Ôi mẹ, thằng kia kinh vậy. Thằng kia chắc là người của nó phải gần như là cả người nó ấy rồi. Cả người nó biến thành máy rồi, anh em nhìn kìa. Người toàn trong toàn sắt kìa. Uầy, nhìn ability của nó kìa. Assassin. Thằng này là của Arasaka. Nó là người của bọn Arasaka.
Thế hóa ra thằng này không phải là... We both could use medical attention. Cả hai chúng ta cần phải được chăm sóc y tế. Anh có biết ai... ai có thể tin tưởng được không? Tôi biết một người. We must get to Ripadok quickly. Chúng ta phải đến chỗ đó nhanh lên. Victor. Victor. Will có thể giúp được. Fix us up. We have to get there somehow. Thế là thằng này là sát thủ của cái tập đoàn kia. Thì hóa ra là thằng này không phải làm cho thằng con trai à? Ok 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 ok. Mẹ tí thì ngất, tôi đang định hỏi thêm nó thông tin là tại sao mà không bỏ tôi lại nhưng mà cái xe ô tô của mình à? Hãy đến và đón tôi. Đây là cái thằng AI của ô tô của mình ấy. Tôi cần đến chỗ Misty Esoterica. Ngất à? 20 phút nữa mới đến ạ. Vì anh có ở đấy không? Ôi, đầu tôi đau quá. 2077, 6 giờ 49 tối. Tôi cảm thấy có gì đấy không ổn. Tôi nhìn thấy một cái gì đấy rất là lạ. Một cái ảo ảnh. Anh giải thích cho tôi. Ánh sáng. Âm thanh rất là lớn. Trên sân khấu và tôi gần như không thở được. Và đầy tức giận và thù ghét. Tôi đã gào thét vào trong cái mic và tôi nhận ra cái đéo gì đấy. Thề là sẽ không cười và đặt bom vào tòa tháp Arasaka. Cái Night City nhìn rất là khác. Rất là khác và tôi ghét nó. Tôi ghét tất cả mọi người, từng inch một. Nó quá thật. Dù là một giấc mơ. Cậu không mơ đâu, đấy là một cái dữ liệu, một ký ức. Vậy là ý anh là có một kẻ khủng bố ở trong đầu của tôi. Hang on. I mean to say there's an actual terrorist in my head. Right now. Ngay bây giờ. That's right. Đúng vậy. Johnny Silverhand. Đấy là Johnny Silverhand. At his crowning moment about 50 years ago. Ôi. 50 năm trước anh em ạ. Heard of it? Thế thì cái lão già kia mẹ, cái 50 năm trước nhìn lão ấy đã già như thế rồi. Mà sao đến bây giờ lão ấy vẫn như thế nhỉ? Mẹ đúng kiểu thời này công nghệ đã làm con người sống lâu hơn thì phải. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy anh có vẻ sợ hãi. Chuyện gì thế? Không có nhiều thời gian còn lại đâu. Bây giờ thì sao? Biochip. Biochip. Là một quả bom. Cậu không còn nhiều thời gian còn lại đâu. A few weeks tops. Nhiều khả năng để sống. Silverhand's construct is overriding your consciousness. Vãi cứt ạ. Cái chip kia cắm vào người mình nó bây giờ nó hoạt động như một quả bom ấy. Khi cắm vào người cái chip ấy nó đã làm gì vào trong cái cơ thể của mình ấy. Anh có thể chữa cho tôi mà đúng không, Vic? Vic. If I could. Nếu tôi có thì tôi sẽ làm. Vì ạ, nhưng mà tin tôi đi. It's way beyond what I know how to do. Nhưng mà những cái điều này thì nó còn trên cả cái tầm hiểu biết của tôi không biết làm gì. Anh là người tốt nhất mà Vic, anh phải giúp tôi. Tại sao tôi lại phải chết? I am going to die. Tôi sẽ chết. That's what you're saying. Đây là cái điều anh nói. Hãy chứng minh đi. Địch bắn cậu đúng không? Viên đạn đã bắn qua cái chip slot và qua não của cậu. Vãi cứt ạ, vì cái nhát bắn của thằng Deck kia mà cái chip đấy nó upload dữ liệu vào trong não của mình. Chip đấy nó đã kiểu ghi đè lên đầu mình cái gì ấy. Và nó bảo là mình là cái thứ sẽ bị trừ bỏ, sẽ bị loại bỏ. Tức là bây giờ cái chip kia nó mới thành chủ thể, còn mình thì sẽ bị loại bỏ. Vậy sao chúng ta không tháo cái chip ra, hoặc là tắt nó đi? Dù có làm cách nào, trong hai cách đấy thì cậu cũng sẽ ngay lập tức chết thôi. Nếu mà anh không thể làm gì để giúp tôi, vậy thì... Well, what the hell do I do? Vậy thì tôi phải làm cái điều gì? Hãy nói cho tôi, làm ơn. Vic. Vic. I wish I knew, kid.
tôi ước là tôi biết điều đấy. You're asking too much from an old timer like Vic. Come on, V. Em này nhìn buồn lắm. Let's get you home. V, hãy đưa cậu về nhà. Got some meds for you. Đây, tôi có một ít thuốc Omega cho cậu. Omega blockers. Omega taken regularly, they'll keep things uống from progressing too quickly. Also, they should keep that guest of yours calm and quiet. Pseudoendotrizines from me. Effect will be opposite. It'll speed things up. Free the demon, so to speak. Cho mình hai lọ thuốc. Khổ thân. Here. Got one more thing for you. Ở đây, thêm một thứ nữa cho anh. Vic pulled this out of your skull. Vic lucky lấy job. Được thứ này ra khỏi đầu xương sọ cậu. Hãy hứa với tôi là anh sẽ ngủ nhé. Misty, wait. Misty, từ từ đã. About Jackie. Về Jackie. Yeah. Ừ. Anh ấy nói về cô rất nhiều. Đúng rồi, thanh niên kia nói về em này rất nhiều. Cái lúc mà đi vào khách sạn mà đi qua cái nhà hàng xịn ấy, thanh niên Jackie còn bảo là tôi nghĩ là một ngày nào đó thì tôi sẽ đưa Misty đến đây mà. Anh ấy nói về cô rất nhiều. Like lots. Rất nhiều. We got into a fight. Chúng tôi đã cãi nhau ngay trước khi mà anh ấy đi làm cái việc, cái nhiệm vụ này. Anh ấy tức giận với cô à? I know. À, anh không tức giận với cô đâu, tôi hy vọng cô biết điều đó. Tôi biết, nhưng mà tôi chỉ ước là chúng tôi có thời gian với nhau. Nhưng mà ngay bây giờ thì anh cần nghỉ đi. Hãy nghỉ đi. Làm ơn hãy nghỉ đi. Mẹ game này nó còn cho cái lựa chọn kiểu tán tỉnh vợ bạn ý. Mẹ game khốn nạn vãi đai, đúng là bọn Tây. Thằng bạn thì vừa mới cùng mình chiến đấu hy sinh xong mà nó vẫn có cái lựa chọn là cô đáng yêu đấy. Em chào anh, em chào anh. Hãy ra khỏi đây. Tôi sẽ giết tất cả những người cản đường, kể cả cậu. Bây giờ mình có thể nhìn thấy Johnny Silverhand rồi. Johnny chết từ 50 năm trước rồi. Đây là cái dữ liệu bộ nhớ của Johnny thôi. Who you work for? Start talking. Mày làm việc cho ai? Hãy nói đi. Fuck. Fuck. Sao nó tác động được lên mình nhỉ? Fuck. Fuck. Và bây giờ là kiểu như linh hồn mình bị chia đôi rồi, hai người chung cùng một cơ thể hay sao ấy? Mình vừa là Johnny vừa là V thì phải. Cái chip chó chết. Hãy lấy nó ra khỏi cơ thể tao. Cái gì? No way, cái đéo gì. Hình như là Johnny nó vừa điều khiển rút cái chip ra kìa. Ừ. Sao vậy? Sao thằng kia bảo thằng Vic nó bảo là rút ra là chết mà. Tao sẽ điều khiển. Bây giờ thằng Johnny nó điều khiển cơ thể mình thì phải. I'll find a way. I'll find a way, cái đéo gì. Nó đập đầu vào à? Cậu nghe thấy ta không? Tự đập đầu vào cửa kính và ngất đi. Sao vậy? À, mình phải bò đi hút thuốc, à uống thuốc. Hãy ra khỏi đầu tôi. Hãy để tôi yên. Hãy biến mẹ anh đi. Hãy nghe ta đây thằng khốn. Viên đạn bắn vào đầu mày à? Oh, fuck me. Có vẻ như tỉnh táo hơn rồi anh em ạ. Bây giờ mới đến act 2 này. Vừa rồi cái act 1 là cái act dẫn chuyện thôi. Game không biết có bao nhiêu act. Hey, V. Good to hear you. Tốt. Finally. Been a long time since we talk. Đã rất lâu rồi từ khi chúng ta nói, khi mà Jackie mất. Từ khi mà Jackie mất, mẹ thế nào? How you think? Cậu nghĩ sao? Con trai ta đã chết, nhưng mà ta vẫn còn ở đây. Bà sẽ tổ chức đám tang, bà bảo là chúng tôi cho cậu sống dưới mái nhà của mình. Bây giờ cậu lại định coi chúng tôi là người xa lạ à? Bà bảo là sẽ tổ chức đám tang cho Jackie. Đi đám tang bạn mình trước nhỉ?
nhiệm vụ kia có thể chờ. Cái xe kia bây giờ tôi ấn V, bình thường ấn V để gọi xe, bây giờ tôi ấn V không thấy xe đâu. Đây có con xe này. Đéo gì vậy? Máy cứt sao ấy nhỉ? What the hell? Sao tự nhiên có thằng nó đâm mình vậy? My lawyer's gonna go data crash on your ass. You hear me? He'll run you out of biz. Đây là nơi giải quyết các vấn đề về va chạm và tai nạn à? You circ brain. Thằng này nó bị mất xe và nó yêu cầu mình lấy lại cho nó. Okay, sure. I'll go after you, Missing Wheels. I'm pleased to hear it. I shall send you the coordinates of their last known locations. You must simply deactivate each. I'll then re-establish the link and return them to my garage. Mình chỉ ngắt kết nối và để cho thằng này nó tự kết nối lại và nó sẽ tự đưa xe về. Ôi mẹ, nhìn texture xe này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mà xe nó không load được texture như này nhá. Anh em nhìn model này. Vãi cả đái ạ. Giữa muôn trùng những cái high poly có một cái low poly như này. Cái này là nó là nó gọi là lốp ấy. Anh em nếu mà anh em làm đồ họa game thì anh em biết nó gọi là lốp, tức là những cái xe ở xa ấy mình không nhìn tới được ấy thì nó sẽ dùng những cái model và texture chất lượng rất thấp như thế để nó giảm cái độ nặng đi. Khi nó đến gần nó sẽ đổi thành model high poly và texture ngon. Đây, ví dụ như ở xa như này mình nhìn nó rất là không rõ, không ra chi tiết gì thì nó sẽ dùng cái model low poly. Nhưng mà cái kiểu là nó bị lỗi ấy, thế là nó không load được. Nhà nó bê nguyên cả cái model low poly đến đây. Nó lại đi ra xa rồi. Nắng ngâm xa dần rồi, nắng ngâm xa dần rồi. Em mượn xe tí nhá. Đây là làm việc công. Nắng ngâm xa dần theo những tiếng cười. Lái xe này thì đéo ai mà lái được. Cảnh sát đang đuổi mình đấy. Cái trò này là lái xe chỉ cần ấn quành hơi gấp một tí là xe nó dê đít thôi rồi luôn. Đây rồi. Dừng lại. Đít. Nó hút mình luôn ạ. Hey, let's talk. Cái xe kia nó bị điên rồi. Let's see who crushes who. Thanh nhau đâm nhau rồi. Đâm này. Bán tải mà phải sợ. Bán tải mà phải sợ. Sedan à. Từ từ. Nhanh nhanh cho nó đâm. Nó đang bị mắc kẹt rồi. Mình vào mình ngắt kết nối. Ôi, ôi, anh ơi, anh ơi. Phải mở cửa. Mở, mở, mở cửa ra. Đi tít kiểu đéo gì. Xe nó bình tĩnh lại chưa? Hình như là mình phải húc hỏng nó anh em ạ. À, mày đâm tao à? Mày đâm tao à? Từ tôi... Đéo thì ném lựu và không ảnh hưởng gì luôn ạ. Ấy là nó muốn đâm tôi ạ. Rồi. Nó chửi mình là motherfucker. Xong chưa? Hóa ra chỉ cần phá hủy nó là xong anh em ạ. Vãi cứt, bây giờ tôi phải còn đi tìm 7 cái xe nữa thì phải. Game này tôi nghĩ chắc khoảng tháng nữa chơi lại ấy, thì là rất ngon, rất ổn rồi. Mặc dù sẽ vẫn còn cái cảnh sát ngu học làm cho mình khó chịu, nhưng mà về cơ bản nó sẽ bỏ những cái lỗi lặt vặt và một số những cái lỗi lớn ấy.
vừa ngày sát kìa. Đéo ơi, ai làm gì? Cảm ơn vì đã hỗ trợ. 10 Street Grad. Mới được 2 cái xe thôi ạ. Tôi chả làm gì, làm đéo gì cái bọn cảnh sát này mà nó bây giờ nó định bắt tôi ạ. Chỗ này có vụ tai nạn. Chỗ này có vụ tai nạn này. Đây là xe của bọn kia đúng không? Quả xe bố đời này sao không đi? Đi xe sang đến dự lễ tang. Rất bố đời. Xe VinFast anh em ạ, anh em nhìn cái logo chữ V kìa. VinFast ấy, VinFast trong năm 2077 ấy. Xe đã được cả thế giới biết tới. VinFast này. Con vừa rồi đâm tôi chắc là Phantom. Nhìn quả đỗ xe. Đỗ xe này sát vỉa hè. Để còn dành cái phần đường cho những xe khác người ta đi nữa. Look for something in his garage. His past is all there. Nó để lại cái gì ở trong gara cho mình, chắc cái con xe mà nó dùng để hút mình cái nhiệm vụ ấy. Ở trước cái nhiệm vụ ấy. Jackie had a garage. Jackie có gara. He used it for his motorcycle. Nó dùng cho những cái chiếc xe máy của nó. You'll find something there. Hãy vào đó và con sẽ tìm thấy cái gì đó. No, mijo. He's gone. Có phiền không nếu mà con sới tung cái chỗ ấy lên? Không vấn đề gì đâu. Toma, take the key. Thanks, Mama Wells. Cảm ơn mẹ. Yeah, don't mention it, V. You have respect. Quan trọng V. I admire that. The garage is on Republic. Con cho thấy sự tôn trọng. Jackie chắc là con xe bố đời của Jackie ấy. Hi, V. Khổ thân, em này vẫn ngồi đây nhớ à? You here alone? Chỉ ngồi đây một this mình à? This is not exactly the safest neighborhood in town, Misty. Nơi đây không phải nơi an toàn đâu, Missy ạ. I was 10. 26 now. If anything was gonna happen, it wouldn't have taken this long. Tôi ngồi đây từ khi tôi còn 10 tuổi, bây giờ tôi 26 rồi. Nếu mà chuyện gì đã xảy ra thì nó xảy ra từ lâu rồi. Vậy cô đang làm gì ở đây? Sitting and waiting. Tôi ngồi đây và đợi thôi. Waiting for him. Đợi anh ấy. Though I know he's never coming back. Nhưng mà tôi biết là anh không bao giờ quay trở lại. An hour. Cuối cùng tôi đến đây mà ngồi cả tiếng đồng hồ. I know it's gonk, it's just I miss him a lot. Nhớ anh ấy rất nhiều. Catch up? Muốn ngồi cùng không? Ok. Hardly gonk at all. Tất cả đều bình thường thôi. Con người là như thế mà. I guess. Tôi đoán vậy. Hai người biết nhau lâu không? Half our lives. Một nửa cái cuộc đời của mình. Lớn lên cùng nhau ở trên đường phố, gặp nhau, tới với nhau. Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi. Jack nói với tôi về cô. Luôn nói là cô có ý nghĩa như nào với anh ấy. Anh ấy thực sự nói thế à? Maybe, but that's what he meant. Anh ấy nói theo kiểu khác nhưng mà đấy là ý của anh ấy. You actually got to know him. Anh có vẻ hiểu rất rõ anh ấy. Everybody else thought he was a goofball with a rough-hewn face and an edge. But they're wrong. What did you see in him? Let me tell you what he told me once. Để tôi nói với anh. Take a bullet for me in an instant. Anh ấy đã đỡ viên đạn cho tôi ngay lập tức. True Haywood boy. A man with dreams, một người đàn ông với giấc mơ. Only thing they cost him was his life. There's a huge chunk of his past in there. Có rất nhiều đồ của anh ấy ở trong quá khứ ở trong đấy. Tại sao cô không vào? I don't have the key. Không có chìa. Jackie never gave you a set. You two didn't Jackie get không that far. Cho cô một he offered, bộ à? But I wanted him to have his own space. Anh ấy có muốn đưa cho tôi nhưng mà tôi muốn anh ấy có khoảng không gian riêng, chỉ mình anh ấy thôi.
Nào, hãy dạy giúp tôi tìm cái gì đó cho buổi tang lễ nào. Need to find something he really cared about. Đi dậy nào. Mind giving me a hand. I'm not sure I should go in there, V. Không chắc là tôi có thể vào đấy, V ạ. No, it's not that. Mama Wells and I aren't exactly on the best terms. À, bà Mama Wells, bà mẹ của thằng Jackie lại không thích em Misty này. That I know. Jackie would want you here. Jackie muốn cô ở đây. Điều đó mới là quan trọng. Đi. Càng đến lúc cái thanh niên Jackie kia chết rồi, bắt đầu tôi làm nhiệm vụ này tôi mới cảm thấy càng ngày càng gắn kết với cái thanh niên đấy nhá. Hiểu rõ hơn về quá khứ, về cuộc đời, về các mối quan hệ xung quanh ấy. He said they're collectibles. They don't print them anymore. Uầy, thanh niên này có mấy cái. Đây là đàn ông hay đàn bà đây? Hình như đàn bà anh em ạ. Khối tròn như này chắc. Mấy thằng kia nó là thẳng mà có phải cong đâu. Có bộ này cho mình xin được không? Mang về nhà mình treo. Có chuyện gì giữa cô và What's the beef? Mama Willis? Let's just say she didn't see me as daughter-in-law material. Bà ấy không coi tôi là con dâu. That my name wasn't Camila and I wasn't Jackie's ex-output. Camila was Mama Wells' favorite. À, right. Bà ấy thích một em tên là Camila cơ. Chứ bà ấy không thích em này. You gotta come, Misty. Cô phải đến, Misty. You got a right to be there. Cô xứng đáng not get in Mama Wells' đó. Way. It's for family. You were family to him. I guess cô you're cũng right. Là gia đình của anh Thanks ấy mà. Me. So? Shall we go? Đi thôi. Rồi tôi đã thuyết phục em này là đừng có lo. Mẹ của thanh niên kia dù có không thích thì em này vẫn cứ là vợ, là người yêu của thanh niên Johnny. À cái gì? Jackie mà. Đưa em này vào đây, mình sẽ bảo vệ em này. I thank you all for coming today. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay. I'm not going to tell you what kind of man my son was. Tôi sẽ không nói cho mọi người con trai tôi là một người đàn ông như nào. Thay vì đó tôi sẽ kể một câu chuyện. Khi mà nó mới 19 tuổi, cái kia ở Valentino, tôi có một cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói tôi là nó bị bắn 3 lần và trúng tim. Nó bị ngất, bất tỉnh khi tôi đến đó. Rất nhiều những cái ống cắm vào người nó, trông nó giống như con bạch tuộc vậy. Nó nói với tôi, mẹ nhìn này, con là người chống đạn, không có gì xấu có thể xảy ra với con đâu. Và khi tôi đi, nhưng mà nó không sợ hãi, nó chỉ không muốn tôi lo lắng thôi. Hãy ra đi bình yên, con trai. Jackie Am như một cái canon vậy, không ai có thể đấm mạnh như cậu ta. Mọi người đều đau buồn, đều khóc. 12 hiệp. Anh bạn ạ. À, đến mình rồi. Tôi đang nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp Jackie. Tôi và anh ấy lái xe vượt qua biên giới. Top secret. Priceless. Hai người lấy một thứ gì đấy thuộc cái bí mật của Arasaka. Tôi còn nhớ anh ấy nói rằng tôi đến từ một nơi mà mọi người đều là gia đình. Anh ta cũng vậy. Jackie Wells. Người bạn tốt nhất mà mọi người có thể đòi hỏi. Rất trung thành. Khi mà anh ấy quan tâm điều gì thì anh ấy sẽ cố gắng đạt được nó. Anh ấy luôn đặt những người yêu thương của mình lên trên hết. Anh ấy hy sinh cuộc sống của mình mà không cần suy nghĩ. Quan trọng hơn hết. Everyone saw Jackie as a grinning charmer. Saw the good in everyone. Everything. But they were wrong. Jackie Wells was a hell of an ambitious chum who never gave up, and his drive
cost him his life. But he did in life what he said he'd do. Reach for fortune and fame. No fear in eyes or heart. A Haywood kid with a hell of a drive. Rest easy, Chum. I would like to say a toast. Por mi hijo. Cô ấy tên là Misty. Misty. Thì cơ Misty. She was very important to cô ấy rất quan trọng với anh ấy. Bà cũng hiểu à. Invite her along for dinner. Hãy mời cô ấy ăn tối đi. Đấy là những điều cô ấy xứng đáng. You're a good man. Jackie, anh biết không, anh là người tốt. Jackie muốn anh cầm những cái này. Bà cũng chắc không. You sure? Jackie would kill me if I got so much scratch on it. Làm xước bất cứ thứ gì. Vậy thì đừng làm xước cái gì cả. Thank you. Cảm ơn. I'll take such good care of it. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Thôi, hôm sau thì tôi sẽ tiếp tục anh em ạ. Xong tang lễ rồi, còn mọi chuyện sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái tập tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Có lẽ là game này tôi sẽ quay video và tôi up lên thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Tạm biệt anh em. Bye bye.